dị ứng đậu phộng có thể gây tử vong, dẫn đến các phản ứng dị ứng nghiêm trọng có thể hạn chế hô hấp và các vấn đề về tiêu hóa. Đó là lý do tại sao những người bị dị ứng đậu phộng phải thường xuyên nhận biết những gì họ đang ăn. Những bệnh dị ứng này có thể ảnh hưởng đến 2% dân số toàn cầu và có thể bắt đầu sớm trong đời, đôi khi sớm nhất là 1 tuổi. Hiện không có cách chữa trị dị ứng đậu phộng. Người ta sử dụng thuốc để điều trị tình cờ phơi nhiễm với lạc hoặc có thể sử dụng kết hợp giữa phơi nhiễm với lạc và các thuốc ức chế miễn dịch. Mặc dù phương pháp này thường không hiệu quả ở người lớn, một số loại thuốc tồn tại, chẳng hạn như Palforzia R được FDA chấp thuận có thể làm giảm mức độ nghiêm trọng của các phản ứng dị ứng. Một thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 gần đây tại Bệnh viện Nhi Boston đã kiểm tra một liệu pháp được thiết kế để có tác dụng tương tự như Palforzia, giảm mức độ nghiêm trọng của phản ứng dị ứng với đậu phộng và cho phép những người bị dị ứng đậu phộng ăn một lượng nhỏ đậu phộng với ít hoặc không có rủi ro. Chỉ điều trị này sử dụng phân của người hiến tặng, và nó dường như cho thấy kết quả đầy hứa hẹn, có lẽ được gọi một cách dễ hiểu là cấy phân. Phương pháp điều trị là phương pháp cấy ghép phân FMT, sử dụng phân của một người hiến tặng không bị dị ứng đậu phộng. Ý tưởng là FMT sẽ can thiệp và thay đổi đường ruột của một người, điều mà các nhà nghiên cứu tin rằng có tác động đáng kể đến hệ thống miễn dịch của cơ thể và do đó các phản ứng dị ứng. Ý tưởng can thiệp vào ruột đã được khám phá cho một loạt các tình trạng sức khỏe, bao gồm cả các thử nghiệm lâm sàng được xây dựng dựa trên nghiên cứu trước đây được thực hiện tại Boston Children. Kết luận rằng trẻ sơ sinh bị và không bị dị ứng đậu phộng có thành phần vi khuẩn khác nhau trong phân của chúng. Nghiên cứu thu nhận 15 người tham gia trong độ tuổi từ 15 đến 33. Tất cả những người tham gia đều được tiêm FMT, mặc dù một nhóm được dùng kháng sinh sơ bộ được thiết kế để làm sạch ruột của họ. Những phát hiện sơ bộ cho thấy rằng một liều FMT đơn lẻ cho thấy sự gia tăng đáng kể và kéo dài về lượng đậu phộng mà một cá nhân có thể dung nạp được. Các nhà nghiên cứu tin rằng công trình của họ chỉ ra hệ vi sinh vật đường ruột như một lĩnh vực can thiệp điều trị tiềm năng đối với dị ứng đậu phộng. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!